Hello anh em, mới hẹn của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình có một em xinh tươi, nước sơn màu xanh rất là dịu mát trong cái thời tiết oi bức như thế này, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức một em do nhà máy Đô Thành Việt Nam lắp ráp và sản xuất, xăng chủ nhà nha anh em, một em Việt Nam Đô Thành IF49 phiên bản thùng kính, thùng là 4m20, chiều ngang là 1m790 và chiều cao là 1m775, phiên bản tải trọng là 2 tấn 1 50, khối lượng trong bộ là 4 tấn 990, khối lượng bản thân là 2,6 tấn. Nói chung một chiếc xe thành thị vô thành phố rất là gọn, phiên bản thùng kính, lớp ngoài inox nhập sóng rất là xịn sò như thế này, đầu cabin tròn rất là tuyệt vời luôn. Đường kính mâm là 16 inch, đó, vỏ 7 inch rất là lớn, tăng khả năng cẩn tải rất là tuyệt vời luôn anh em. Xe sản xuất 2017, niên hạn sử dụng đến 2042, IF49 do nhà máy Đô Thành Việt Nam lắp ráp và sản xuất, động cơ của Isuzu. Nói chung là rất là tuyệt vời luôn anh em. Một chiếc xe rất là xịn sò, khóa tay khóa cửa bằng khóa hộp rất là chắc chắn luôn, dạng phía sau dạng cửa container nè. Đó, bằng inox, tay khóa cửa inox, khóa hộp rất là chắc chắn mà rất là xịn sò và rất là đẹp. Bản lề inox, lớp ngoài inox nhập sóng rất là dày luôn anh em. Đấy, xe còn rất là ok, khung sắc xi cũng còn rất là dày, cabin zin nè, khung sắc xi rất là dày và zin luôn, rất là đẹp. IF49, nước sơn màu xanh, hai dòng phân khúc mà 2,5 tấn vô thành phố, phiên bản thùng kính rất là đẹp như thế này. Nếu anh em thích cái dòng sản phẩm này, liên hệ trực tiếp với mình số điện thoại 0937965342. Cụm đèn pha halogen rất là sáng luôn anh em. Đèn cản cũng rất là tuyệt vời, lưới tản nhiệt cũng rất là rộng, tăng khả năng làm mát động cơ cũng rất là nhanh. Xe còn đăng kiểm tháng 11 năm 2021, đăng kiểm còn rất là dài. Xe này anh em mua về chỉ việc đi thôi, không cần phải làm gì thêm. Đấy, mọi thứ trên xe đều còn rất là tuyệt vời luôn anh em. Rất là tuyệt vời để anh em quý hàng có thể lựa chọn với bằng phân khúc xe Việt Nam mà giá gọi là giá bình dân, giá rẻ đó anh em, cầu quá là lớn này. Thì con xe này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng các bạn với mức giá là 220 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình IF49 sản xuất 2017, phân khúc 2,4 tấn. Mọi thứ đều còn rất là tuyệt vời, cầu rất là lớn nè, nhíp hai tầng rất là xịn sò luôn. Đấy, khung sắc xi rất là dày, bánh cũng rất là lớn nè, khả năng cống tải xe này cũng rất là tuyệt vời anh em. Nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn và cứng cáp trên cái dòng xe này. Bây giờ mình với anh em xem thử phần bên trong thùng của em nó được trang bị như thế nào. Hai lớp, lớp ngoài nóc, lớp trong ta lên kẽm ở giữa khung xương và lớp mối xốp rất là dày. Sàn thùng là bằng inox được trắng lên, inox nhập sóng rất là dày và được trắng lên một mép khoảng mấy phân, rất là tuyệt vời như thế này. Đó, anh em mua về cho hải sản, nước đá hoặc những hạt hàng mà nước chống rỉ chống sét, cái sàn thùng này rất là tuyệt vời luôn anh em. Thùng cũng rất là rộng rãi luôn. Đấy, nếu anh em quan tâm cái dòng sản phẩm này cứ đến đây lấy thử trải nghiệm cảm nhận em nó. Nếu cảm thấy gợi ý thì có thể riêng em nó về phục vụ đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng của bạn. Xe cũng còn rất ok, rất là mượt mà, rất là đẹp. Đây, bây giờ mình với anh em sẽ cùng nhau khám phá về cái phần nội thất phía trong của em nó. Em mới được trang bị cái phần nội thất là ghế 3 chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ luôn, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Đấy, hộp số này 5 số tiến và số lùi rất là xịn sò. Xe có máy lạnh theo xe luôn, máy lạnh cực mát luôn nha anh em. Đó, nói chung là một mình xe trang bị khá là đủ về những nói chung là tiện nghi cho cái dòng xe tải, trang bị rất là đầy đủ, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mọi thứ đều còn rất là ok, rất là xịn sò. Như anh em quý hàng của bạn quan tâm dòng sản phẩm này, cứ liên hệ trực tiếp với mình số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử và cảm nhận em đó. Đấy, xe đi được khoảng 60 mấy nghìn km nha anh em, khoảng 67 ngàn. Nói chung là gần 4 năm mà đi như vậy thì cũng tương đối thôi. Đấy, 67 ngàn km, chiếu cho anh em thấy số km tương đối.
thì xe cabin zin zin toàn bộ về cái phần cabin, còn về phần động cơ, động cơ này thì chủ cũ có làm lại máy rồi. Thường thì những cái dòng xe của Việt Nam lắp ráp liên danh này thì động cơ nó không thể nào mà bì với những xe Nhật, xe Hàn chính hãng được, cho nên 4 năm động cơ nó có phần làm lại một tí xíu, tại vì xe này xe liên danh nên động cơ nó cũng không được tốt bằng những xe chính hãng. Nhưng mà hiện tại thì chủ cũ đã làm lại hết rồi, vẫn ok, vẫn rất là tuyệt vời, có turbo tăng áp, máy lạnh, rất là đầy đủ tiếng động cơ của chiếc xe. Đây là cái phần mà mình tiếng động cơ nó hơi ồn là do cái phần gan ti chưa điều chỉnh một tí xíu, anh em thông cảm. Xe này có thể bên mình đang điều chỉnh lại cái phần gan ti với lại sơ bộ và cái khóa động cơ là nó im ru liền à. Xe này chủ cũ làm lại máy hết rồi, xe này máy làm lại rồi nha anh em. Thì cabin thì zin nhưng mà máy làm lại, thùng zin, thùng sang inox, thùng còn rất đẹp, xung sắt xi cũng rất là dày, rất là zin luôn. Nói chung mọi thứ zin, chỉ có cái phần máy móc thì làm lại rồi, nhưng mà làm lại thì bây giờ rất là ok. Tại vì những cái dòng xe của Việt Nam phân khúc giá bình dân, giá rẻ thì khóa động cơ đi 4-5 năm thì phải làm lại máy với những cái xe mà liên danh như thế này. Nhưng mà giá cả thì rất là hợp lý, về 220 có thể thương lượng bớt lập lá cho anh em về làm ăn cho nó may mắn. Ok, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu cái dòng xe đế cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video tiếp theo giới thiệu cũng như là báo giá về những cái mẫu xe chạy cũ đang có mặt trên thị trường để anh em quý hàng của bạn tham khảo thêm. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những video tiếp theo của mình.